Sáu Hoàng Nghiệp xin chào các bác. Hôm nay em có một cái cân của hãng Tanita Nhật Bản, cân sức khỏe các bác nhé. Còn đây là một cái thương hiệu cân hàng đầu thế giới luôn, Tanita. Như cái cân này nó khi nó bán mới thì rất là đắt, thường 2,5 triệu, 2,6 triệu đến 3 triệu một chiếc cân. Đấy, cân này thì nó không phải là đơn thuần nó chỉ là cái cân trọng lượng đâu ạ, mà nó còn có thể đo được cả cái các cái số liệu của cơ thể, ví dụ như là đo lượng mỡ này, lượng xương, lượng cơ, số lượng nội tạng. Đấy, một cái cân nó mà đo rất là nhiều các chỉ số. Cái mặt này của nó hoàn toàn là khi các bác đứng lên nó hoạt động dựa theo cái cảm biến, trong này nó có rất nhiều cảm biến nó đo. Đấy, một cái cân mà không phải đơn thuần như là các cái cân khác các bác nhé, cân nó chạy bằng pin. Đấy, hàng của hãng Tanita thì nó nổi tiếng thế giới rồi. Đấy, một chiếc cân mà các bác có thể tham khảo trên YouTube, họ dùng rất là nhiều. Đấy, đây là nút bật nguồn các bác này. Đấy, khi các bác quạt lên thì trên này nó sẽ báo các cái chỉ số không đây, thì các bác có thể ấn cái nút này, mình chọn theo chiều cao này, ví dụ như ai chiều cao đó là dưới 170 cm này. Đấy, sau đó khi nó về không thì các bác đứng lên các bác cân. Như em cân ở đây thì đây, sẽ đấy, 59 cân, các bác đứng im một lúc nha cho nó đọc cái chỉ số lượng mỡ ở đấy, đang đọc đấy ạ. Đấy, khi nào nó đọc xong đấy, lượng mỡ 19%. Đấy, sau đó thì cái này nó có rất là nhiều tính năng ở trên này các bác này, các bác mình có thể là xem YouTube nó họ hướng dẫn rất là nhiều tính năng. Đấy, đây là nhiều tính năng trên này nhé. Đấy, có thể chọn các cái chiều chỉ số là bao nhiêu đấy tùy mình, là 130 cm này, phụ nữ này hay là người lớn các thứ. Cái này thì đấy, nó tùy chọn ở đây. Một chiếc cân của Nhật Bản, cân này em bán là 800.000 các bác nhé. Các bác có thể tham khảo trên YouTube, cái cân này bán tham khảo trên mạng, cái cân này bán rất là đắt, của Nhật Bản, hãng Tanita này. Đấy, gần 3 triệu đấy, em bán 800. Bạn nào lấy các bác liên hệ nhé, chưa phí vận chuyển đâu ạ. Chào các bác.